Chào mừng các em đến với tiết học trực tuyến trên kênh YouTube của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Trong bài 10 thì mình sẽ có hai nội dung. Phần 1 là sự thành lập nhà Lý và phần 2 sẽ nói về luật pháp và quân đội của nước ta dưới thời Lý. Chúng ta bắt đầu từ phần 1, sự thành lập nhà Lý. Trước hết thì cô sẽ nói về hoàn cảnh thành lập nhà Lý. Đó là năm 1009, Lê Long Đỉnh qua đời và Triều Tiền Lê chấm dứt. Thì Lê Long Đỉnh là vị vua cuối cùng của Triều Tiền Lê và đó cũng là một ông vua không được lòng dân. Vua sống xa hoa, không quan tâm đến việc nước. Chính vì vậy nên vua Lê Long Đỉnh có sức khỏe rất là yếu kém. Mỗi lần thiết triều cùng với các quan lại trong triều đình thì Lê Long Đỉnh không thể ngồi vững được trên ngai vàng để mà bàn luận chính sự, mà vua chỉ có thể nằm trên ngai thôi mỗi khi thiết triều. Vì vậy trong lịch sử, Lê Long Đỉnh còn được gọi là vua Lê Ngọa Triều. Lê Ngọa Triều tức là nằm trên ngai vàng. Chính vì vậy nên năm 1009 thì Lê Long Đỉnh qua đời, Triều Tiền Lê cũng chấm dứt để bắt đầu một cái triều đại mới. Khi vua Lê Long Đỉnh chết thì các quan lại trong triều đình đã suy tôn ai lên làm vua? Người đó chính là Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn được suy tôn lên ngôi vua, đánh dấu sự thành lập của nhà Lý. Vậy Lý Công Uẩn là người như thế nào, đức độ ra sao mà lại được mọi người đồng lòng suy tôn lên làm vua để lập nên một cái triều đại mới, chấm dứt triều Tiền Lê? Thì để tìm hiểu thêm về thân thế của Lý Công Uẩn, các em có thể đọc thêm trong sách giáo khoa để tìm hiểu ha. Và lúc này á, Lý Công Uẩn rất được lòng các quan lại trong triều đình, đứng đầu là Thái sư Đào Cam Mộc, cũng như là nhà sư là Sư Vạn Hạnh, cùng với mọi người đồng lòng suy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua. Và đó chính là vua Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Lý, người sáng lập nên nhà Lý. Sau khi nhà Lý được thành lập thì những việc làm của nhà Lý là gì? Những việc làm quan trọng đó là gì? Đó là năm 1010, Lý Công Uẩn cho dời đô về Đại La và đổi tên mới là Thăng Long. Cái sự kiện này là một cái sự kiện quan trọng, đánh dấu sự thay đổi của xã hội nước ta, là một cái kinh đô mới đã được vua Lý Thái Tổ chọn. Và đó là một cái vùng đất như thế nào, ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Đây là chân dung của vua Lý Thái Tổ, tức là Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý. Và cũng là người có nhiều công lao đóng góp đối với sự phát triển của nước ta ở thời Lý. Rồi, chúng ta xem cái nội dung của chiếu dời đô được trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư để hiểu được lý do tại sao mà vua Lý Thái Tổ đã quyết định dời kinh đô về nơi này, như khi nãy cô có đặt cái câu hỏi cho cả lớp. Chúng ta đọc cái nội dung được trích từ chiếu dời đô trong tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nha. Thành Đại La, đô cũ của Cao Vương, tức Cao Biền, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sâu trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp đất Việt, đó là nơi thắng địa, thật là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng sư kinh đô mãi muôn đời. Đó, chúng ta thấy những cái lời mà Lý Thái Tổ nêu
để nói lên cái lý do tại sao ông quyết định cho dời đô về nơi này. Đây là một cái vùng đất rất tươi tốt, phồn thịnh, sáng sủa, làm cho dân chúng không khổ. Có thế trồng cuộn hổ ngồi, tiện nghi núi sông sau trước, là nơi tụ hội quan yếu của bốn phương, và đó chính là cái nơi để mà đặt kinh đô mãi muôn đời. Thì chúng ta thấy cái lời này của vua Lý Thái Tổ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, bởi vì nơi mà vua đã chọn đặt kinh đô xưa, kinh thành Thăng Long, thì ngày nay nó cũng vẫn là kinh đô, đó chính là thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam ta. Chúng ta quan sát trên lược đồ. Từ Hoa Lư, vua đã cho dời kinh đô về nơi mới, đó là Đại La, và đổi thành tên mới là Thăng Long. Chúng ta xem thêm một số hình ảnh về kinh thành Thăng Long, như là bản đồ địa danh thành Thăng Long. Đây là những hình ảnh xưa cũ về thành Thăng Long xưa. Rồi, sau cái sự kiện năm 1010 cho dời kinh đô, thì một cái việc làm quan trọng tiếp theo của vua Lý Thái Tổ đó là đổi tên nước. Năm 1054, nhà Lý đã cho đổi tên nước là Đại Việt. Trước đó thì nước ta có tên gọi là nước Đại Cồ Việt, có nghĩa là nước Việt to lớn. Thì cái tên gọi Đại Việt cũng có ý nghĩa là nước Việt lớn. Nhưng mà chúng ta thấy cái tên Đại Việt là nhà Lý muốn khẳng định cái sức mạnh, cái vị thế của nước ta lúc bấy giờ có thể sánh ngang bằng với Đại Tống. Rồi cô mời cả lớp ghi bài cái phần 1 sự thành lập nhà Lý cũng như những việc làm quan trọng của nhà Lý. Sau khi ghi bài nội dung phần này thì chúng ta đến với phần tiếp theo nhé. Cũng như các bài trước thì các em có thể dừng màn hình để thuận lợi hơn cho việc ghi chép bài học của mình. Tiếp theo đó là sơ đồ bộ máy nhà nước của triều Lý. Thì chúng ta đã học về các triều đại nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê, đúng không? Và bộ máy nhà nước qua các triều đại, chúng ta cũng đã được học về cái cách tổ chức. Và đây là bộ máy nhà nước ở thời Lý, cũng được chia thành hai cấp, cấp trung ương và cấp địa phương. Cấp trung ương tức là bộ máy nhà nước ở triều đình đó, đứng đầu triều đình là vua, giúp việc cho vua là quan đại thần. Dưới quan đại thần là quan văn, quan võ. Về cấp địa phương thì nhà Lý chia cả nước thành các địa phương là 24 lộ phủ. Dưới lộ phủ là huyện, và dưới huyện là hương và xã. Thì cái cách tổ chức này đó, chúng ta có thể nhận xét bộ máy nhà nước thời Lý nó được tổ chức hoàn chỉnh hơn so với bộ máy nhà nước Tiền Lê, hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn. Rồi, chúng ta cũng sẽ vẽ cái sơ đồ bộ máy nhà nước này vào tập sau cái phần ghi chép về sự thành lập của nhà Lý. Tức là ở cái slide vừa rồi đó các em, ghi chép bài học và sau đó làm chúng ta vẽ cái sơ đồ bộ máy nhà nước của thời Lý này vào. Cô tiếp tục. Nội dung thứ hai của bài là nói về luật pháp và quân đội. Như vậy trong phần 2 này có hai ý. Một là sẽ trình bày về luật pháp, và hai là sẽ trình bày về tổ chức quân đội của nhà Lý. Thì về luật pháp, chúng ta thấy một cái điều rất mới, đó là năm 1042 bộ hình thư được ban hành. Tìm hiểu thêm trong tài liệu Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói về cái sự ra đời của bộ luật hình thư vào năm 1042, đúng không? Trước kia, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại giữ luật pháp câu nệ câu văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí nhiều người bị oan uổng quá đáng. Vua lấy làm thương xót, sai trung thư sang định luật, lệnh chăm trước cho, thích dụng với thời thế.
chia ra muôn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách hình thư của triều đại để cho người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, dân lấy làm tiện, có nghĩa là quyết định ban hành bộ luật hình thư của nhà Lý. Thì nói về ý nghĩa đó, bộ luật hình thư ra đời, nó đánh dấu một cái bước phát triển mới của xã hội. Bởi vì trước đó, ở những triều đại trước mà chúng ta đã tìm hiểu là chưa có luật thành văn ra đời. Chính vì vậy, học về thời nhà Tiền Lê, nhà Đinh thì chúng ta thấy cái hình thức xử phạt rất là nghiêm khắc. Xử phạt bằng cách là ném người phạm tội vào trong chuồng cho hổ ăn thịt, hoặc là bỏ vào cái chảo dầu sôi. Chúng ta đã nhận xét rằng là những cái hình thức xử phạt đó rất khắc nghiệt, đúng không? Thì bây giờ luật pháp ra đời có những điều khoản rõ ràng và ban hành thành văn bản, thì nó chứng tỏ là luật pháp được ban hành, luật pháp thành văn được ban hành có ý nghĩa sâu sắc, là đánh dấu sự tiến bộ của xã hội. Vậy thì những cái nội dung chính của luật pháp thời Lý quy định là bảo vệ những gì? Thì đó cũng chính là nội dung chính của bộ luật hình thư. Các bạn có thể tìm hiểu thêm trong sách giáo khoa trang 37. Luật pháp thời Lý quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua và cung điện, xem trọng việc bảo vệ của công và tài sản của nhân dân, nghiêm cấm việc mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Những người phạm tội thì bị xử phạt rất nghiêm khắc. Đó là nội dung chính của bộ luật hình thư. Như vậy, thông qua những cái nội dung chính này, chúng ta thấy là luật pháp cũng nhấn mạnh cái việc bảo vệ nhà vua, và sau đó là bảo vệ sản xuất nông nghiệp, cái nền kinh tế chính của nước ta lúc bấy giờ, bằng cách là cấm giết mổ trâu bò bừa bãi. Bởi vì chúng ta biết là trâu bò là sức kéo chính trong nông nghiệp, đúng không? Cho nên để bảo vệ nông nghiệp, nhà Lý đã đưa cái quy định này vào trong luật pháp, là bảo vệ sức kéo bằng cái quy định cấm giết mổ trâu bò. Rồi, chúng ta đến với phần thứ 2, đó là quân đội, B nhỏ quân đội. Thì quân đội thời Lý được chia thành hai bộ phận, đó là cấm quân và quân địa phương. Về vũ khí thì chúng ta quan sát hình ảnh đọc trong sách giáo khoa thì chúng ta sẽ biết được vũ khí của quân đội thời Lý được trang bị là giáo mác, đao kiếm, cung nỏ và máy bắn đá. Đó, với những cái hình ảnh cô cung cấp, các bạn có thể hiểu được những cái vũ khí được trang bị cho quân đội thời Lý là gì. Và cô cũng nói thêm một cái chính sách rất quan trọng được áp dụng trong quân đội thời Lý, đó là chính sách ngụ binh ư nông. Chúng ta đã từng nói về cái chính sách này rồi. Đó là gì? Là kết hợp giữa binh lính và nhà nông. Tức là cái lực lượng quân đội của chúng ta đó vừa làm nhiệm vụ là quân đội bảo vệ đất nước, nhưng trong thời bình không có chiến tranh, không có kẻ thù xâm lược, thì lực lượng quân đội này sẽ trở về quê một phần để mà tham gia vào lao động sản xuất nông nghiệp, để tạo ra cái nguồn của cải vật chất, tạo ra nguồn lương thực cho xã hội. Như vậy chúng ta thấy một cái sự kết hợp rất là thông minh, tài tình, đúng không? Có một lực lượng nhưng chúng ta đảm bảo được hai nhiệm vụ, vừa là người lính bảo vệ đất nước mà cũng vừa là người nông dân để tạo ra cái nguồn của cải vật chất cho xã hội. Đó là chính sách ngụ binh ư nông được áp dụng trong quân đội. Này, cô mời cả lớp ghi bài. Chúng ta sẽ ghi toàn bộ cái nội dung bài học của phần 2, pháp luật và quân đội, gồm phần A, luật pháp, và phần B, quân đội. Nội dung bài ghi này cũng đã kết thúc cái bài học của chúng ta hôm nay. Còn về phần đối nội, đối ngoại, nhằm để đảm bảo được khối đại đoàn kết dân tộc trong nước, để chống lại cái sự xâm lược của kẻ thù bên ngoài, bằng cách như là nhà Lý gả công chúa cho các
tù trưởng, rồi ban bổng lộc cho các tù trưởng, thì khi ấy các tù trưởng sẽ trở thành phò mã của triều đình và sẽ hết lòng bảo vệ đất nước, nhất là cái vùng biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc. Chúng ta biết tù trưởng là người đứng đầu các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng miền núi phía Bắc, đúng không? Tranh thủ được cái sự ủng hộ cũng như là thu phục được lòng dân ở cái vùng biên giới phía Bắc này cũng là một trong những cách để triều đình bảo vệ được đất nước ta ở cái vùng biên giới phía Bắc. Rồi sau khi ghi chép cái phần nội dung bài học ở phần 2 này vào thì cũng là bài số 10 của chúng ta kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo là bài số 11 nha. Thân chào các em. Chúc các em nhiều sức khỏe.